Trước tình hình tội phạm mất an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp trên tuyến quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký công văn hỏa tốc yêu cầu Bộ Công an mở đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm tại các bến xe, đảm bảo an ninh trật tự giao thông trên tuyến đường này. Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng ngừa, phát hiện các băng nhóm có dấu hiệu bảo kê, những đối tượng có hành vi đe dọa, cố ý gây thương tích cho các lái xe và phụ xe, gây rối trật tự công cộng để có biện pháp xử lý nghiêm, đồng thời mở đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm tại các bến xe dọc tuyến quốc lộ 5 và tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Lực lượng công an phối hợp với thanh tra giao thông kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các phương tiện lưu thông vào các tuyến đường dân sinh, đường địa phương trái quy định nhằm tránh các trạm thu phí. Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô giữa Hà Nội và Hải Phòng. Trong thời gian chưa công bố phương án điều chỉnh quy hoạch, chỉ đạo tạm dừng cấp phép khai thác tuyến Hà Nội - Hải Phòng đối với phương tiện đăng ký mới hoặc bổ sung giữa tất cả các bến xe trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hải Phòng.